We're from the Kingsman Tailor's shop in London. Đã xem phần 1 của phim Kingsman rồi và Quang đang rất là ấn tượng ở nội dung phim cũng như là cái phong cách thời trang và cái độ ngầu của những anh chàng điệp viên trong phần 1. Cho nên ở phần 2, Quang đang hy vọng mình sẽ được ấn tượng nhiều hơn nữa và những phần đặc sắc và bí mật nhiều hơn. Khi chúng xem phần 1, chúng rất là ấn tượng về thời trang nè, và những pha rượt đuổi nè, và những pha đấu súng rất là gây cấn. Và bây giờ phần 2, chúng nghĩ là tất cả những điều đó sẽ được tăng cấp lên. Khá là, nói chung là thích thú và rất là bất ngờ với những cái kỹ xảo của phim, rất là chỉnh chu nè, rất là đẹp mắt nè, bên cạnh đó còn lôi cuốn nữa, làm cho mình phải dồn dập và làm cho mình phải theo dõi từ đầu đến cuối và không thể nào mà lỡ mắt khỏi màn hình được. Và đây là bộ phim rất là đáng xem. Và mọi người nhớ theo dõi phim Kingsman trên tất cả các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 22 tháng 9 nha. Và các bạn ơi, các bạn hãy đón xem Kingsman phần 2 The Golden Circle ở tất cả các cụm rạp vào ngày 22 tháng 9 trên toàn quốc nha. Kingsman.